Ngày 24 tháng 3 vừa qua, một nam Việt kiều từ Mỹ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang du lịch. Khi đi qua địa phận của tỉnh Hậu Giang thì xe của ông này bị hư và được Tuấn phụ giúp. Để trả ơn vào ngày 25 tháng 3, người đàn ông này rủ Tuấn đến thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh chơi. Tại đây, Tuấn thấy ông có nhiều tiền đô la nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc người đàn ông không cảnh giác, Tuấn đã lấy trộm 1.600 đô la Mỹ và tẩu thoát về tỉnh Sóc Trăng. Tuấn đem theo số tiền đô la Mỹ vừa trộm được đổi sang tiền Việt Nam, được hơn 36 triệu đồng rồi mua vàng đưa cho vợ cất và tiêu xài cá nhân.